Hello cả nhà, lâu quá mình mới có dịp trở lại mình làm cái facial ở tại chỗ làm của mình á. Tại vì bây giờ đã qua cái mùa mùa hè rồi, cho nên cái nó đỡ bận rộn hơn. Và bây giờ mình lại tập trung qua mình làm về da mặt. Thì hôm nay mình cũng trở lại làm về cái facial spa. Thì bây giờ mình đã qua cái giai đoạn thứ nhất, đó là cái xài nước giữ ẩm, rồi mình rửa mặt bằng cái loại này đây. Thì mình đã qua cái phần đó rồi, bây giờ mình sẽ đến cái phần mà mình sử dụng gel và máy. Hello mọi người, có khỏe không? Lâu quá mình mới lên mình trở lại làm facial. Như mình nói là bây giờ đã qua mùa hè rồi thì nó bớt bận rộn hơn, thì mình tập trung mình làm mặt. Thì bây giờ đây là mình sẽ sử dụng vào máy nha. Mình đã rửa mặt rồi nha, rửa mặt xong hết rồi thì mình sẽ làm cái để gel lên. Cái bước đầu tiên thì cái bước đầu tiên mình sẽ để là số 3. Cái số 3, cái công hiệu của nó là sẽ mở cái lỗ chân lông ra. Mình cần phải rửa thật sạch vào cái lỗ chân lông, tại vì cho dù mình có rửa như thế nào nữa cũng không có đủ sạch, chưa có đủ sâu để lấy hết cái bụi, lấy cái mồ hôi ra. Ok, mình sẽ để thêm gel, mình đã để qua một lần nhưng chưa đủ ha. Bây giờ mình sẽ để thêm một lần nữa, để sẽ để thêm, mình sẽ để đều lên khuôn mặt. Mình có thể để dưới cổ nếu mà mình sẽ làm tới cái phần cổ ha. Ok, sau khi mình đã để rồi mình sẽ bấm 1, 2, 3. Thì khi mình làm như thế này thì mình sẽ đi từ ở dưới lên ha, ở trong ra. Ok, đây là cái khách hàng thường xuyên của mình. Cô ta thì rất thích cái này, bởi vì nó nhanh mà nó có hiệu quả. Còn đối với mình đó, khi mình làm cái này mình thích là bởi vì cái này rất là nhanh. Nó thứ nhất là mình không cần phải có máy móc, nó rất là hiện đại. Còn cái này thì rất là đơn giản, chỉ cần một cái bộ này mà thôi, mà mình khi mà mình có hiệu quả thì khách hàng họ tới lại với mình mà thôi. Cái gì không phải không gì bằng là khách hàng, cái hiệu quả là từ khách hàng trở lại với mình. Okay. Hello Nương, đúng rồi em, mùa này rất là thích hợp cho làm về da mặt, là bởi vì cái mùa hè đó thì mình rất là bận, bận lắm. Thỉnh thoảng có làm nhưng mà cũng không có lên live video được, là bởi vì mình làm mình còn phải tranh thủ làm tiếp tục, cho nên mình không có cái thời gian để mình mà set up để mà nói chuyện. Thì bây giờ cái mùa này là cái mùa mà mình cảm thấy là thích hợp nhất để bắt đầu mình tập trung vô mình làm cái này, và mình tập trung mình lên live video. Tại vì mình biết là có một số anh chị là có cái máy này rồi nè, nhưng mà cái cách làm có đúng hay không và hiệu quả như thế nào thì mình chưa biết rõ. Nếu như mà vẫn còn những cái thắc mắc về cái cách mà làm á, thì đây cũng là một cái cách để các anh chị có thể coi, tại vì nó rất là đơn giản. Nhưng mà cái đơn giản có không có nghĩa là tự động mình biết làm, nhưng mà cái này cũng phải thực hành hơi nhiều. Thứ nhất á, là mình phải đi cho đúng hướng, và mình cầm máy như thế nào để mình giữ được cái điện của nó để nó không bị tắt. Mặc dù cái này không có xài bằng điện nha, nhưng mà nó cũng phải bằng cái nhiệt từ người mình ra, thì bắt buộc nó cũng phải có cái sensor. Thì khi mà mỗi khi mình nghe cái tiếng tít này nè thì mình biết rằng là nó đang chạy. Còn nếu như mình thấy lâu quá mình không nghe cái tiếng đó, đó thì là mình nên coi kỹ lại coi mình có cầm đúng hay chưa. Cái máy này thì thấy nó đơn giản nhưng mà nó rất là có cái hiệu quả. Thứ nhất á, là nó tăng cơ, cái đó ai cũng thích hết, như cái cô này rất là thích. Bởi vì khi mình lớn tuổi thì mình hơi bị cái da mình nó bị hơi sệ đó, bắt đầu sệ, thì cái này nó tăng cơ, nó sẽ đẩy cái cơ mặt mình lên. Rồi cái thứ hai nữa, nó giảm những cái nếp nhăn. Đối với người Á Đông mình thì cái nếp nhăn nó không nhiều lắm đâu, nhưng mà đối với người Hàn Quốc thì cái nếp nhăn họ rất là nhiều. Cái thứ ba nữa đối với mình là nó rất là sạch. Khi mà mình đến sau khi mà mình làm xong như vậy, mình thấy cái da mặt mình nó rất là sạch, rất sạch và rất là mịn. Rồi nếu ví dụ như mà mình bị những cái vết vết nâu thì cái này nó sẽ giảm, nếu mà mình đi thường xuyên nó sẽ giảm. Mình không biết là sao chứ mỗi khi mình làm như vậy là khách tự động họ relax. Khi mà làm thì cũng không nên nói chuyện, nhưng mà mình cô này rất là quen, thành ra khi mình làm thì mình biết là cô đã cho mình lên live video mấy lần rồi đó, cô không có ngại. Cho nên một số khách thì mình cũng không có muốn làm, bởi vì khi mà người ta làm như vậy người ta relax,
mà mình nói chuyện, mà cô này thì hình như là không, bây giờ thì chắc cổ cũng ngủ hay sao rồi. Mình có thể bông ẩm trên máy. Ồ hay quá, ok. Ồ đó cũng là một cái cách ha Nương ha. Ok, chị đọc được cái message của Nương đó. Ok, thì Nương cũng là một trong những người mà làm về máy này rất là giỏi nè. Thì giống như tụi mình học kinh nghiệm với nhau thôi. Chứ ở đây thì trước khi làm cái này chưa ai, không phải là người nào cũng giỏi về làm facial đâu. Như mình thì mình đi để được người ta làm, chứ mình cũng không làm cho ai bao giờ. Nhưng mà khi mà mình sử dụng cái máy này xong mình rất là thích. Thì nó chạy khoảng trong vòng 5 phút. Đây là số 3 ha. Số 3 có cái công hiệu là sẽ mở cái lỗ chân lông mình ra để mình đi như vậy, để mình sẽ lấy đi những cái dơ, những cái mồ hôi, những cái bụi từ trong cái lỗ chân lông mình ra. Có như thế này à, mình biết được là mình tránh đi chỗ cái gò má, tại cái gò má là cái phần mà cái xương xương má của mình lên cao hơn, mà cái phần nó sẽ nhạy hơn, thì mình không cần tập trung vào cái phần cái gò má này nhiều, nhưng mà mình tập trung mình sẽ đánh từ đây lên. Mình thì mình thích đánh từ cái mí mắt, mình kéo nó ra, mình sẽ giữ lên ở đây, hoặc là mình sẽ kéo lên cái chân mày. Thì khi mình đi như mình thế thì mình sẽ dùng một cái tay mình sẽ nâng nó lên. Thì bây giờ đã hết rồi, đã hết rồi thì tự động nó sẽ tiếp tiếp, mình biết là đã 5 phút rồi ha, tạm thời mình tắt nó đi. Thì mình sẽ rửa ha, lấy cái gel này ra cái lần đầu tiên, bởi vì đây là cái chất chất dơ, mình sẽ lấy nó ra. Hello cả nhà. Cả nhà mình có khỏe không? Ở phía tiểu bang mình à, bây giờ đã là hơn 2 giờ trưa rồi. Ở Việt Nam mình thì chắc đã ngủ rồi. Ở Việt Nam mình lại xài cái này rất là nhiều nha. Cái điều rất là ngạc nhiên là ở Việt Nam mình lại biết tới cái máy này rất là nhiều. Mình biết là một số ca sĩ xài máy này nữa đó. Nhưng mà có những cái có những khi là cái bí mật sắc đẹp thì cũng không ai cần phải nói ra nhiều cho mình biết. Còn đối với mình thì công việc này là một trong những công việc kinh doanh. Mình vừa sử dụng sản phẩm, mình vừa xài cho khách hàng của mình, mà mình vừa order nữa, order cho khách hàng. Tại vì nếu mà mình order như vậy thì mình giới thiệu thẳng vô công ty, mình vào thẳng công ty, mình không có qua một trung gian nào hết. Thì thường thường mình sẽ, thứ nhất là mình sẽ tiết kiệm được tiền, mình sẽ mua được giá wholesale. Cái thứ hai nữa là mình có cái guarantee từ thẳng từ trong công ty, họ sẵn sàng guarantee cho mình. Cho nên khi mình giới thiệu sẵn thẳng vô công ty, thì khi mà có người giới thiệu sẵn thì là mình sẽ được mua giá hồ sơ. Cô này cổ cũng xài sản phẩm của mình nè. Cổ thì cổ thích cái loại dưỡng da, cổ chịu lắm, cổ cho da mặt mà còn da cổ nữa. Thì người Á Đông của mình thì chuộng trắng da, nhưng mà đối với họ thì do da của họ trắng rồi, họ không cần trắng nữa, nhưng mà họ cần, cái quan trọng nhất là cái da họ săn chắc, họ không có cần phải đi làm botox hay là căng da mặt lên. Thì con này cô thích lắm, cô nói là cái thấy cái da của người ta, thấy cái căng thấy rõ, và cô xài cho cái phần cổ nữa. Mình khi mình đi vô thì thật ra mình đi nhẹ, mình kéo ra thì nó hơi nặng ta một chút. Vô cái mùa này thì cái công việc của mình thì nó chậm lại rồi, bởi vì qua cái mùa hè đó. Bây giờ mình thích lắm, bây giờ mình có cái thời gian để mình làm facial, mình có thời gian để mình lên live video trở lại. Bẵng một
một đoạn mình không có lên mình làm, tại vì rất rất là bận rộn, mình không có thời gian mà mình ngồi mà mình nói chuyện như thế này đâu. Anh chị biết là có một số người mà họ xài cái máy này riết nó ra cái cầm chữ V luôn, nên mình đánh mình sẽ kéo nó lên. Nhưng mà nhớ một điều, có người nói mình chứ sao mà họ xài cái này cái mặt của họ méo. Mình nghĩ là thứ nhất là đánh không đều, thứ hai là đánh không đúng. Cái này thì bắt buộc mình phải xài đúng, xài thường xuyên, một lần hai lần nó cũng không đủ đâu. Đối với mình là mỗi lần, mỗi tuần mình xài được một lần là tuyệt vời. Hồi đó mà như tụi mình mà mở tiệm nail ra đó, mà nó làm cái full salon mà service mình sợ lắm, là bởi vì full là phải làm mặt rồi phải làm tóc, mà người Việt Nam của mình thật ra như ở cái vùng của mình làm không lại người Mỹ trắng. Thứ nhất đó là cái equipment, cái dụng cụ của họ rất là tối tân mà mắc tiền nữa. Cái thứ hai nữa, họ chuyên về cái da mặt của người, mình cho nó là mỹ trắng này, ta khu mình khu mỹ trắng. Đối với mình không có cạnh tranh vấn đề này, mình không muốn cạnh tranh. Nhưng mà chính ra khi mà có cái máy này xong á, mình làm facial nó quá giản tiện mà nó có hiệu quả nữa. Mình chính thức mà làm cái máy này ở trong tiệm mình khoảng 2 năm. Ban đầu thì mình cũng làm ít lắm, mình cũng hơi ngại khi mà giới thiệu với khách hàng, bởi vì mình cũng chính bản thân mình cũng không biết là nó có hiệu quả như vậy hay không. Nhưng mà đến khi mình sử dụng cho bản thân mình, cho người quen, cho bạn bè, rồi một số khách quen, ban đầu mình xin họ năn nỉ họ, mình làm giống như demo chứ không ăn tiền luôn đó, mình muốn làm cho họ coi. Bây giờ thì mình không có thời gian đâu mà mình làm demo cho họ nữa, họ thích thì họ làm, họ trả tiền cho mình mà thôi. Thì cái gì cũng phải qua cái thời gian ban đầu, thứ nhất là mình thử nghiệm, thứ hai cái tay nghề của mình cũng chưa có gọi là giỏi, cái thứ ba nữa mình không có muốn giới thiệu cho khách hàng của mình khi mà nó không có hiệu quả. Bây giờ thì thích thì chịu, không không mời không có thời gian, họ thích thì họ hẹn với mình, họ đến. Anh chị thấy nó rất là đơn giản và rất là nhẹ nhàng lắm. Mình nhiều lúc cái mình làm á, mình tưởng mình buồn ngủ luôn á, là tại vì nó cứ đều đều, mình đi đúng hướng nè, đi đúng hướng. Và mình nên biết cái chỗ nào mà mình nhấn cái tay mạnh một chút, nói chuyện một chút thì lại 5 phút nữa hết, thì là số 4 mình sẽ tắt nhé. Thì khi mình tắt như thế này thì mình sẽ lấy cái gel ra. À, mình cũng có những cách khác khác mình đi, ví dụ như là mình đi mỗi lần 5 phút, và mình cũng có thể lặp trở lại thêm 5 phút, rồi cái lần số 4 5 phút, rồi mình có thể thêm 5 phút nữa. Thì cái đó là đối với những cái da mà họ rất là nhăn, cái mặt của họ rất là sệ. Nhưng mà như là mình đã làm thường xuyên rồi thì mình cũng không có làm quá lâu như thế, tức là tùy theo, nếu mà khách hàng họ yêu cầu mình làm lâu hơn thì mình sẽ làm. Thường thì mình sẽ làm 5 phút số 3 và 5 phút số 4. Mình có một số hàng số khách hàng mà họ đến một hai lần đầu tiên mà cái da mặt họ không có đẹp đó, mình làm tới 2 lần. Thì bây giờ đã qua cái phần máy và treo, bây giờ kế tiếp đó là cái phần đó là rejuvenating gel. Cái này là cái gel mask. Thì từ hồi nãy tới giờ mình đánh rồi ha, thì mình khi mình giữ cái gel mask mình lên để mình giữ lại những cái nét bấm của mình. Nó chỉ là rất là clear thôi ha, và trong thôi, mình sẽ để đều. Cái gel này có thể là mình xài không cũng được nha, nếu mà mình rửa mặt á xong. Thường thường thì mình thích xài buổi tối hơn,
mình rửa mặt mình sạch xong hết rồi mình để cái gel này lên và mình sẽ massage. Thì đó cũng là một trong những cách xài để giữ lại cái độ căng này, làm đơn giản mà nhanh nhất. Thì bây giờ mình bắt đầu mình sẽ massage. Thì khi mà mình massage cái này xong á, mình cứ massage đều ha. Khi nào mà mình thấy cái tay của mình khô á, thì có nghĩa là cái má cái gel này á, cái gel mask sẽ đã thấm vô, nó thẩm thấu vào cái da mình rồi. Thì sau khi như vậy thì mình sẽ cho họ đợi từ 5 tới 10 phút. Thì sau khi 5 tới 10 phút đó, thì lúc đó mình sẽ rửa trở lại bằng nước mát. Mình sẽ không phải sử dụng nước nóng nữa mà mình sử dụng nước mát, là bởi vì khi đó mình sẽ để cho cái chân lông của họ nó khép lại. Để khi mình rửa nước ấm đó, thì là cái chân lông nó vẫn nở ra. Thì bây giờ mình cần cái chân lông của họ khép trở lại thì mình sẽ rửa nước lạnh. Và sau khi cái phần nước đó xong đó thì mình sẽ xài dưỡng da. Thì cái đó là tùy theo mọi người xài. Mình thì cũng có cái loại để mình xài rất là hiệu quả, nhưng mà mỗi người tùy theo cái da mặt của mình hợp loại nào mình xài loại đó, tại vì không có ai mà hiểu rõ hơn cái bằng da mặt của chính mình. Thì khi mà mình tìm kiếm được cái loại dưỡng da mặt cho mình thì mình giữ. Còn nếu như mình vẫn chưa có hài lòng với cái loại dưỡng da mặt của mình thấy nó xài nhiều là lâu mà nó vẫn chưa có hiệu quả, thì mình cũng có loại dưỡng da để mà mình xài mà mình rất là thích mà mình cũng đang giới thiệu với khách hàng. Thì bây giờ mình vẫn còn massage, cũng mất khoảng vài phút nữa nha, để cho cái tay mình nó khô. Khi nào cái tay mình nó khô thì mình biết lúc đó là cái da, cái chất gel đã thẩm thấu vào cái da mình rồi. Thì trong lúc mà chờ đợi như vậy đó, 5 tới 10 phút, thì mình sẽ rửa sạch sẽ đồ này của mình, dọn dẹp hết. Khi mà trở lại thì mình chỉ có để lên chất dưỡng da mà thôi. Thì bây giờ mình vẫn còn làm, nhưng mà mình cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi. Thì khi mà có những cái câu hỏi, những cái thắc mắc thì cứ inbox cho mình biết là một mình nhận được rất inbox của nhiều người và một số người ở Úc, ở Việt Nam và Canada. Thì đối với cái sản phẩm này thì được sản xuất tại Mỹ và nó đã có mặt trên 53 quốc gia, cho nên ở nơi nào mình cũng có thể order được hết. Nếu cần thì liên lạc với mình sẽ hướng dẫn tất cả các anh chị từ cách order, cách làm. Rồi, xin chào tất cả mọi người. Thank you so much.